Rồi đây cây hồng nữa mọi người. Đó rồi con đứng hái hồng cho mẹ đi. Đứng hái hồng đi. Thấy xe của chú nó sợ. Lâu quá đó. Chắc ảnh mới đệ lại á, hồi nãy vớt ra một lần lại. Bây giờ quá chín rồi. Nè, rã luôn rồi. Ờ, chín rồi nó đệ. Xả nước lạnh đi để cho nó giòn cái thịt. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi phía sau và đi hái cà. Nãy mình đi ra phía trước. Ừ, chó. Rồi. Đây là cái đét ở phía sau đó các bạn. Nãy khi mình đứng phía đó, cái đét phía sau có một cái hai cái ghế ngồi chơi buổi chiều. Chó đó con, kêu đi. Ai trời ơi. Cái hoa này nó hoa lài nè, đúng không chị? Hoa lài này nó đỏ thơm lắm. Và cái bự vậy nè. Nó nở to, nó thơm lắm các bạn. Còn đây là hoa sứ. Hoa sứ đặc trưng của Việt Nam mình đây các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy cái gốc đẹp không? Gốc to dễ sợ. Khung cảnh đẹp các bạn ha. Hai đứa hãy đi hái cà. Chơi hay chó vậy đi, cái nó không tăng đâu, nó khoái giỡn. Dạ. Đó. Chị cũng trồng nhiều quá. Chưa quên lấy. Để đừng quấn em con, đừng quấn em. Đây, có chồng ra muống nữa các bạn. Chị cũng xiên chồng ghê, chồng ra muống nữa nè. Rồi, ô có cà nữa nè. Cà tím nè. Cà tím rồi ớt. Ớt nè mọi người. Ớt nè, ớt này. Ớt này ngon lắm á. Nè các bạn thấy cà nè các bạn, nó chín nè. Con đi ra chỗ khác, đi ra chỗ khác. Chứ? Chỗ khác. Đâu cái bọc rồi chị nè. Để xuống đây. Hai chị em mình hái. Đây các bạn ơi, qua wow, trời. Ngồi không có muốn ngồi. Cái cà này ở ngoài chợ mắc lắm mọi người. Mắc lắm á. Đụng vô một cái nó rụng quá trời luôn. Chơi em đi con, nhẹ nhẹ thôi, đừng đó nhẹ đấy. Bên cạnh đó thì em cũng có hái thêm lê nữa nha mọi người. Đây là lê. Đó, mấy mẹ con thu hoạch được cả một bịch lê luôn mọi người. Đi xách về. Lê ăn rất là ngọt luôn mọi người ơi. Rồi, chúng ta đi thôi nào. Đẹp ha. Về hai chị em mình làm tương cà. Chứ ăn làm sao mà hết. Làm tương cà để anh gì ăn cách chấp. Các bạn, bây giờ mình đi xong rồi, bây giờ mình có được nguyên tài sản để đem về đó các bạn. Mướp nè, bầu, mướp khía nữa nè, rồi bên đây bầu nè, các bạn thấy bầu lớn không? Đây nè, đó, quá trời trái luôn. Hai trái bự, ba trái nhỏ. Nhưng mà bà nói tiếng, ba trái nhỏ này mình đi ra chợ mua một trái này cũng 2 đồng mấy, 3 đồng á chị Loan ha. 2 đồng mấy á. Nó tính phao quá mọi người.
Đây một thùng rau muống luôn, rau muống này là 7 đồng một một bịch á, một bọc á. Đúng không? Bỏ nó khoảng phao. Hơn phao chút. Chứ hơn phao ít lắm, hơn phao. Các bạn thấy à, nhiêu đây là thấy là muốn 10 đồng rồi nè mọi người. Rồi này, này là lê. Lê. Rồi đây là cà. Cà đủ loại, cà bự cà nhỏ, đủ thứ cà luôn. Mọi người thấy không? Có cà chớn nữa. Có cà chớn. Đây các bạn, thêm bịch cà nữa nè. Hai bịch cà luôn, hai bịch cà này về làm bữa nay là một tháng này em sẽ cho chị ăn cà. Ăn là tới năm sau vẫn còn sợ cà đó. Bây giờ thịt bò này là ướp ở nhà đem lên. Mới làm đây nha. Ủa gì hả? Mới làm đây hả? Mới làm. Ướp ở nhà đem lên. Em tưởng là ướp ở nhà đem lên. Xào. Giờ nấu. Tôi có dán là giấy ở ngoài chỗ cái cây này nha, tôi nói rồi á, ăn gãy ra cái chịu á. Video đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Bye bye, hẹn gặp lại.